có hồng nhung hôm nay sắp nở. Hoa này là hoa lavender, cũng đang nở, có mấy cái bông nó khô rồi, chắc vài bữa nữa đem vô làm cái gì đó, hay là mình cất trong mấy cái túi phòng ngủ. Một hoa hồng vàng này nay nở đẹp quá. Ủa, đây có con nhện nhện nó đậu đây nữa nè, hoa hồng nhung, hoa hồng trắng là nở rực rỡ nhất. Mấy cái cổ chưa xin chào cả nhà. Buổi chiều hôm nay mình thấy thời tiết rất là tốt, không có nóng mà cũng không lạnh nữa, gió thổi hiu hiu á. Mình ra sau vườn ở nhà mình á, mình quay video cả nhà xem. Cũng lâu rồi mình không có quay cái video về cái khu vườn nhà mình. Cách đây khoảng một năm á thì mình có quay, tại vì khi đó mình có trồng mà dàn mướp dàn bầu á. Mình quay cũng khá là nhiều video về cái khu vườn nhà mình, những video như là thu hoạch mướp, rồi hái trái bầu á, mình gọi là trái bầu đích tôn á, tại cái cây bầu đó có một trái một nhất à. Rồi khoảng thời gian mà mùa đông á nó lạnh lắm, mình không có trồng được cái gì hết á. Cũng có trồng nhưng mà một số rau dạng như là sống được trong mùa đông thôi, còn những cái rau mà của nhiệt đới phải đợi cho tới mùa xuân á, như là khoảng độ tháng 9 ở bên Úc á, mới trồng được. Hôm nay mình ra đây ngồi uống trà thư giãn một chút xíu, như New South Wales nè, là Sydney á các bạn, rồi Victoria ở Melbourne cũng đang bị lockdown, nghe nói là phong tỏa rồi, những cái ca nhiễm cũng nhiều lắm. Thì hôm nay mình ra đây mình ngồi mình quay video cái vườn của mình, rồi chắc chút xíu nữa mình sẽ cắt vài cây bạc hà vô để chiều nay nấu canh chua. Mình có trồng cái cây bông điên điển nữa, nhưng mà chắc cái mùa này nó còn se lạnh đó, nên cái bông điên điển nó chưa nở hoa. Mốt mà nó nở hoa thì mình quay cho cả nhà xem. Khi mà vào đầu mùa xuân á, thì mình trồng cũng khá là nhiều. Bây giờ mình bắt đầu mình ươm đi, rồi tới lúc mà khoảng cỡ độ 2-3 tuần sau hay là 1 tháng sau á, thì những cây mình trồng như là mướp nè, bầu nè, đậu đũa hay là đậu que đó, thì nó sẽ có trái. Mình quay cho cả nhà xem. Hiện tại bây giờ thì nhà mình mới ươm được cao khoảng như đây thôi, còn những cái cây mình đã có sẵn như cây xoài nè, mấy cây tắc á, thì nó cũng mới ra bông thôi. Quên, ở nhà mình có một cái đặc biệt đó là có hoa hồng. Mình thì mình thích trồng hoa hồng, nó là nữ hoàng của các loại hoa mà. Ra đây ngắm cái khu vườn nhỏ của mình, rồi uống trà cũng thú vị lắm á. Thường thì mình cũng ít có thời gian ra sau vườn mà ngắm cây cối hay là uống trà như thế này đâu. Nhiều khi có nhã hứng á, thì mình mới ra đây ngồi. Phía sau nhà mình á, thì có tiếng chim hót nè. Hôm nay thì gió dịu dịu nữa, đang cái mùa xuân, đầu mùa xuân nên cái bông hoa hồng này nó nở rộ lắm. Cái bông hoa hồng màu tím mận này nó tàn rồi.
bông này luôn cho rồi. Tại vì mình để nó thì nó không có tốt cho những cái bông sau. Đây là hoa hồng mà có cái màu nó kêu là màu lâm á, màu trái trái mận của Úc á, tàn rồi. Mình để dưới phòng phân như vậy. Còn ở bên kia thì mình có cây lavender. Thì cái cây lavender thì mình cũng có quay video ở cái farm lavender của Rumba đó, cách đây khoảng một năm thì phải, cũng lâu rồi mình không có ghé thăm cái farm đó. Cái farm đó thì trồng toàn là lavender không à. Thì cái lúc đó thì mình tới đó trong một cái không gian rất là đẹp. Mình cũng kể cho các bạn nghe về cái câu chuyện chuyện tình bất tử hoa lavender. Nhà mình thì không có trồng nhiều hoa đâu, tại vì mình thích cái gì thì mình trồng ở đó thôi. Chủ yếu là mình trồng hoa hồng. Mấy lần mà mình đi vô vườn ươm á, mình hay tia mấy cây hoa hồng lắm. Lúc nào mà nhà vườn ươm mà cung cấp mấy cái cây hoa hồng mà cái màu đặc biệt á, thì là mình mua về thôi. Như là hoa hồng trắng nè, nó nở rất là nhiều. Còn cái dạng này á là hoa hồng phấn, cái bông cũng lớn á chứ, nó nở cả bụng tay nè. Còn ở đó thì là hoa hồng vàng. Mỗi loại hoa hồng á, nó khi vào cái màu sắc khác nhau á, theo mình biết á, thì nó có một ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà riêng với mình á, thì mình thích một cái gì đó nó đặc biệt. Hoa hồng á, nó có mùi hương, rồi nó lâu tàn nữa, mình trồng dễ chăm sóc nữa. Các bạn mà mua hoa hồng từ trong mấy cái nhà vườn ươm về á, các bạn chỉ cần mua thêm mấy cái bao gọi là mix pot á, nhỏ nhỏ thôi, khoảng cỡ 25 lít á, thì mỗi một chậu vậy chứ khoảng cỡ 1,5 bịch tới 2 bịch đất dành riêng cho hoa hồng. Hoa hồng là một cái loại hoa rất là dễ trồng, bởi vì nó là cái thân cây nó có gai, nó không có cần mình phải chăm sóc quá kỹ, chỉ cần mình trồng đúng cách thì nó sẽ lên và nó sẽ ra hoa liên tục trong một năm luôn. Những cái ngày mà giống như kiểu mình bị phong tỏa lockdown ở tiểu bang Queensland á, mình đâu có việc gì làm đâu. Người ta cũng cho mình đi lại khoảng phạm vi 5 km, thì đa phần là mình đi ra nhà vườn ươm thôi, mình mua những thứ mình cần để gì mình trồng. Rồi xem đó thì nó cũng khá là rắc rối, mình cũng không có điều kiện mình đi đâu, không đi du lịch, không quay video được. Nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là buồn chán, mà nó mình cảm giác giống như là hơi khó chịu, kiểu như mình bị gò bó, gò ép trong một cái không gian nhỏ. Dẫu rằng nhà mình có cái vườn đàng hoàng cũng khá là rộng, nhưng mà không có được đi đâu. Ở nhà thì nhiều khi nếu mà coi TV, coi iPad nhiều thì chán. Đọc tin tức thì ở Việt Nam cũng đang bị phong tỏa lockdown, rồi những ca nhiễm á, mỗi ngày nó đều tăng theo cấp số. Mình biết được thì mình cũng buồn. Cũng có những người thân như họ hàng mình bị kẹt ở Việt Nam. Nói chung á, khó khăn thì chỗ nào cũng có, nhưng mà ở bên Úc này thì đỡ hơn, nhất là tiểu bang Queensland thì nó không có còn lockdown nữa. Trừ trường hợp là trong tương lai mà nếu mà có những có nhiều ca nhiễm á, thì bà thủ hiến của Queensland này nè mới đưa ra những quyết định là lockdown hay là không. Ở cái vườn phía sau nhà mình á, có nhiều cái cây lắm, cây thuộc dạng cây đa cây đề không, cây cổ thụ rồi á, nên các bạn sẽ nghe trong cái video mình á, tiếng chim hót rất là nhiều. Thì buổi sáng sớm á, mình cũng thỉnh thoảng có ra đây chơi, nhưng mà
mùa xuân thì được, chứ mà mùa đông rất là lạnh. Những ai mà có cuộc sống mà ổn định thời gian này nó cũng đỡ, chứ còn nếu mà mình công việc mình bấp bênh á, lo lắm. Không phải mình lo vấn đề mà tiền bạc không, mà mình lo về sức khỏe nữa. Tình trạng mà cứ lây nhiễm Covid, cái biến thể mà Delta đó, nó dễ lây lan lắm. Nó lây từ người này qua người khác rất là nhanh. Nói chung là mình phải kỹ các bạn. Nếu các bạn nào mà có điều kiện chích vaccine COVID á, thì mình nghĩ các bạn nên đi chích đi, cái đó là tốt cho mình. Còn nếu mà mình kẹt trong một cái vùng nào đó mà đang bị khan hiếm thuốc á, thì phải chờ. Mình cũng nghe bạn bè Việt Nam nói là không phải cái vùng nào cũng được, không phải cái vùng, cái tỉnh hay thành phố nào cũng được chích toàn dân hết. Tại vì ở Việt Nam dân số cũng đông, trên 80 mấy triệu dân, mà phân phối ra toàn quốc thì mỗi một vùng có một cái lượng thuốc nhất định, là không phải ai cũng được chích một loạt. Rồi có những trường hợp mà ưu tiên nữa, ví dụ như người lớn tuổi được chích trước. Mà tại vì cái dịch Covid này rất là nguy hiểm, nó làm người ta có thể là suy hô hấp, rồi dẫn đến là chết người. Theo mình biết thì ở Việt Nam có rất là nhiều loại thuốc thuốc vaccine Covid. Nghe nói là có cả vaccine của những nước láng giềng như Trung Quốc nữa. Thì tùy theo mỗi người, nếu các bạn mà tìm hiểu cũng như là hiểu biết nhiều về thuốc vaccine á, thì các bạn cứ chọn một cái loại vaccine nào đó mà tốt nhất mà ở Việt Nam có, ở cái tỉnh đó mình có, thì mình chích. Chứ không nhất thiết là phải bắt buộc phải chích cái loại vaccine của nước Trung Quốc. Mình theo mình biết á, cái thuốc mà tốt á, thì chỉ có mấy loại. Như ở bên Anh với bên Đức á, nó có cái thuốc vaccine AstraZeneca. Thì cái loại thuốc đó thì rất là phổ biến. Cái thuốc đó thì nó phù hợp cho những người mà lớn tuổi, trên khoảng 60 tuổi. Còn sau này ở Mỹ nó lại phát minh ra hai loại thuốc mới, đó là Pfizer với lại thuốc Moderna. Theo mình biết thì cái thế hệ sau này, những cái vaccine mới nó sẽ tốt hơn rất là nhiều và nó an toàn nữa. Còn AstraZeneca đó thì nó có một số nhược điểm, mình nghe nói là bị bệnh blood clot gì đó. Nếu mà mình thấy mình có bệnh bệnh nền sẵn á, hoặc là cái cơ thể mình nó có vấn đề, mình phải hỏi bác sĩ coi cái cơ thể mình có tương thích với là cái loại vaccine đó không. Còn không thì mình nên chờ đi, chờ những cái loại vaccine của Mỹ như là Pfizer hay là Moderna. Hai cái loại vaccine đó mới phát minh sau này, nhưng mà rất là tốt, ngừa Covid lên tới 90 mấy % nữa. Được một cái là nếu mà mình chích hai mũi vaccine đó đầy đủ á, thì mình sẽ cái sức đề kháng mình nó sẽ tốt, mạnh hơn, thì tránh được tình trạng tử vong nếu mà mình lỡ bị nhiễm Covid. Thì nó có hai mũi, mũi đầu tiên cách mũi thứ hai khoảng cỡ 3 tuần tới 4 tuần. Mình có được hướng dẫn của bác sĩ hay là của nhân viên y tế, người ta sẽ chỉ mình là trong khoảng thời gian nào mình chích nó phù hợp nhất. Đừng có để lâu quá, tại vì ở lâu quá thì nó sẽ giảm bớt cái tác dụng của thuốc. Hai cái loại vaccine đó thì nó có những phản ứng phụ, cái cơ địa của mỗi người nó đều khác nhau, không phải người nào cũng bị phản thuốc hết.
ngay cả bản thân mình cũng vừa chích cái mũi thứ hai của Pfizer, thì cái mũi thứ hai nó lại tạo ra là ảnh hưởng của thuốc, nó kêu là side effect, bị giống như gì bị cảm nha. Giờ gió lên rồi. Nếu các bạn nào mà tìm hiểu ở trên mạng á, các bạn có thể coi trên Google hoặc trên YouTube á, thì rất nhiều bác sĩ cũng như những người có kinh nghiệm về vaccine á, người ta chia sẻ các bạn biết, thì cái loại mà Pfizer và Moderna á, cái phản ứng thuốc nó rất là ít. Sau khi mình chích cái mũi thứ hai xong á, thì mình về mình có cảm giác giống như là mình bị cảm vậy đó. Nó có cái mũi mình nó cứ sụp xịt vậy á, rồi nó chảy nước mũi, nó cũng hơi ê ẩm mình mẩy, nhất là cái cánh tay mà mình chích á, nó sẽ đau, ngủ được, mình đừng đụng tới nó thì nó ok, mà đụng tới nó hay sách nặng á, mình sẽ thấy rất là ê ẩm và đau nữa, giống như ai mà đánh mình á, ai mà giật cái tay mình. Rồi mình cứ uống dạng như nếu mà thật sự mà mình bị cái side effect ảnh hưởng thuốc vaccine nhiều á, mình nên uống Panadol kèm để cho nó giảm bớt cái những cái hiện tượng đó, nhưng mà nhức đầu nè, đau mình, mệt mỏi, nó lừ đừ á, thì đó là những biểu hiện của thuốc vaccine. Thuốc vaccine thì sau khoảng vài tuần á, thì nó sẽ có tác dụng, mình tạo cái cơ thể mình sẽ tạo ra cái kháng thể, thì khi đó mình sẽ chống được cái Covid. Thì không phải là mình chích cái vaccine nó xong là mình sẽ không bị lây nhiễm nữa, mình vẫn có khả năng bị lây nhiễm nha các bạn, nhưng mà khả năng mà tử vong á thì nó sẽ thấp, tại vì nó tạo ra cái antibody cho mình á, là cái kháng thể nó lên tới 95% đối với Pfizer, còn Moderna thì khoảng có 95-98%, nói chung là cũng rất là tốt, bảo vệ tuyệt đối với cơ thể của mình. Mình chỉ mong là mọi người á, dù ở Úc hay là ở bất cứ một quốc gia nào, kể cả Việt Nam, sẽ được cơ hội chích vaccine càng sớm càng tốt. Hồi xưa lúc mà mình làm video á, thì mình cũng mới làm đây thôi, làm khoảng độ 1 năm. Những cái video đầu tiên của mình á, còn non nớt lắm, mình quay cảnh nó không đẹp, rồi mình sử dụng cái điện thoại cũ mình, điện thoại iPhone 10 á, khi nó lấy hình ảnh á, nó không có đẹp như cái điện thoại iPhone 12 Pro Max đâu. Mình cũng có chia sẻ với các bạn cái về tập hợp điện thoại iPhone 12 Pro Max đó. Cái điện thoại iPhone 12 Pro Max đó là nó có nhiều tính năng rất là tốt, đặc trưng mà giúp cho mình quay video nữa, nó chống rung cực tốt luôn các bạn. Rồi những cái góc hình hay là những cái khung hình này nọ, rồi màu sắc của đồ vật như cái hoa nè, lấy nét rất là tốt luôn, đẹp lắm. Rồi cộng thêm nữa là ánh sáng nữa, bắt ánh sáng rất là tốt, lấy âm thanh tốt luôn, tránh được tiếng gió. Như là nhiều khi hồi xưa mình quay video mà mấy lần đi biển á, thì cái điện thoại iPhone 10 của mình á, tiếng gió nó sẽ át đi cái tiếng của mình nói chuyện không nghe được. Nhưng mà sau này á, thì cái iPhone 12 á, nó giảm được cái phần nhược điểm đó, là mình có thể lấy âm thanh rất là tốt, cái âm thanh của mình giảm bớt tiếng ồn. Biết rằng mình có thể điều chỉnh được trên mấy cái video editor, nhưng mà nếu mà điện thoại iPhone mà nó làm được cái chức năng đó thì khá là tốt rồi, mình đâu cần phải chỉnh sửa nhiều. Mình nghe nói là như ngày 27 tháng 9 này nè, sẽ ra một cái dòng iPhone 13, dòng iPhone mới. iPhone 13 đó là thế hệ mới, thế hệ sau của dòng iPhone 12. Mình mới vừa xem sơ tối hôm qua về những tính năng, mình thấy cũng khá là hấp dẫn.
cái thiết kế thì nó cũng giống như cái iPhone 12 Pro Max thôi. 12 thì có 12 mini, rồi loại 12, rồi 12 Pro Max. Cái loại 12 Pro Max thì cái màn hình nó rất là lớn, nó tới 6.7 inch. Còn cái điện thoại 13 đó, như mình nhớ không lầm á, là điện thoại iPhone 13 đó, nó cũng có hai loại. Loại nhỏ đó là 6.1 inch, còn cái loại lớn 13 Pro Max thì nó là 6.7 inch. Khi mà quay video các bạn có thể sử dụng bất cứ những cái thiết bị gì mà các bạn thích. Có nhiều bạn làm YouTuber thì quay video bằng camera như là hiệu Canon hay là Sony, cái hình ảnh nó cũng rõ nét lắm. Cái cự ly rồi mấy cái chỉnh độ ánh sáng rồi cái mấy cái chức năng function của nó thì nhiều hơn so với iPhone. Tại iPhone khi mà mình quay video nó dành cho những người mà quay thực tế trực tiếp và nhanh, tại vì mình có thể lấy ra bất cứ lúc nào, nó rất là nhỏ gọn, mình nó là điện thoại mà mình xách theo bất cứ lúc nào cũng được. Còn camera thì nó phải hơi gù ghề chút xíu, mình phải đeo mang rồi mình lấy ra mình phải chuẩn bị chân quay rồi tùm lum. Còn iPhone thì nó nhẹ nhàng hơn. Còn riêng đối với điện thoại thì cũng có Galaxy, nghe nói là Galaxy Note đó. Từ mà Note 10 trở lên á, hoặc là Note 20 Plus đó, thì cái màn hình nó rộng rồi camera nó lấy nét rất là tốt. Mình cũng chia sẻ với các bạn rồi đó. Nếu các bạn mà yêu thích mà làm video á, các bạn nên nghiên cứu một dạng thiết bị nào đó phù hợp với mình để mình quay video đẹp hơn. Riêng với mình á, thì hồi xưa giờ mình xài iPhone quen rồi, ngay cả vấn đề mà xử lý video mình cũng làm ở trên iMac nữa. Mình cũng có quay video đập hộp cái máy iMac 4K đó, là 4K iMac 4K Retina. Thì cái loại đó thì cái màn hình nó 27 inch, nó dễ cho mình thấy hình ảnh nó rõ, rồi mình xử lý nó tương thích với cái iPhone, mình chuyển hình ảnh qua máy dễ dàng hơn bằng cái chế độ là AirPod đó, Bluetooth nữa, mình chuyển qua nó rất là nhanh. Tùy cái sở thích của mỗi người, tùy cái khả năng cũng như là cái cảm nhận của mỗi người về cách làm video. Nếu có bạn nào mà yêu thích những cái video mà dạng quay thực tế thì mình nghĩ quay bằng điện thoại là đẹp nhất mà dễ nhất. Tại vì thực tế là nhiều khi mình muốn đưa cái điện thoại lên lấy nét, quay một cái đoạn video đó nhanh nhất thì điện thoại nó tiện hơn. Còn cái camera mình phải chỉnh trước, rồi mình phải canh độ sáng rồi thu nhỏ rồi nhiều lắm, nhiều chức năng của camera lắm, thì nó mất thời gian. Còn những bạn nào mà muốn lấy hình ảnh á, quay cảnh hay gì á, thì các bạn có thể chọn camera. Thì camera thì đương nhiên là cái độ phân giải nó, cái chức năng của nó sẽ tốt hơn điện thoại. Nhưng mà theo mình thì khi mà đẩy lên trên YouTube thì những video của mình á, hình ảnh nó cũng khá là đẹp, khá là chuẩn luôn. Mình coi mình không có bị lợn cợn trong vấn đề mà hình ảnh giống như màu sắc rồi âm thanh nữa. Mình làm video trên YouTube này á, thì cái kênh của mình là Oscar Family TV đó, cũng được một năm rồi, cũng khá là nhiều bạn subscriber cho mình. Mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn như các bạn cũng như cô chú đã xem video của mình. Mình ráng cố gắng hết sức, bỏ nhiều thời gian tâm huyết cũng như là cái suy nghĩ, cái tư duy của mình, những cái sự hiểu biết của mình, những nơi mình đi, mình ghi hình lại, mình gửi đến các bạn những cái hình ảnh chân thật nhất. Tại vì ngày xưa mình rất là thích quay video, nhưng mà mình không có biết làm gì YouTube.
sau này thì mình nghĩ là đây là một cái trò chơi mới, một cái mô hình mới. Nếu mà mình tham gia vào thì mình phải nghiên cứu, rồi mình phải gửi đến các bạn cũng như cô chú những cái video mà hay nhất, đẹp nhất, thật nhất về cuộc sống của Úc, những nơi mình đã đi qua, những thành phố lớn, những bãi biển đẹp, những cánh rừng mà phải nói là xanh ngát luôn, rồi những cái gì mình thấy ở đời thực, rồi cuộc sống của người Việt ở tại Úc Châu, những cái gì mà mình cảm nhận được, những cái gì mà nơi cái trái tim mình nó đập, mình rung động, mình gửi đến các bạn cũng như cô chú. Như đó là một cái gì đó, một cái kỷ niệm. Kỷ niệm không chỉ riêng cho bản thân mình, mà cho cả những người xem video của kênh của mình. Mình hy vọng rằng cái thời gian sắp tới Úc sẽ hết phong tỏa lockdown, mở cửa tiểu bang, rồi mở cửa sân bay quốc tế, để mình có cơ hội mà đi xa hơn. Mình sẽ làm những cái road trip như là đi những cái tiểu bang Sydney, New South Wales hay là Victoria để mà quay cho các bạn xem, hoặc là mình bay xa hơn nữa, đó là đi qua những quốc gia khác quay video gửi đến các bạn. Thì mình rất là thích làm video, đó là con người của mình. Thể ở đâu hay, ở đâu có cảnh đẹp, ở đâu có cái gì đó thú vị, ở đâu có gì đó cái gì độc đáo và lạ, hoặc là đặc trưng của nơi đó, cái vùng đất đó, một quốc gia đó, mình sẽ gửi đến các bạn và cô chú để mình chia sẻ, mình giới thiệu. Vậy cũng giống như là ngày xưa hồi nhỏ mình không có cơ hội đi chơi nhiều, mình tập trung cho vấn đề học và làm việc. Thì bây giờ cuộc sống mình ổn định rồi, nếu mình có cơ hội đi, mình sẽ chia sẻ trên cái kênh của mình, kênh Oscar Family TV, để mà những ai mà thích làm video hay là thích đi du lịch, thích khám phá, thích tìm hiểu về nước Úc hoặc là những quốc gia mình sẽ quay sau này, thì các bạn có thể xem như là một cái tivi nhỏ. Các bạn có thể chia sẻ cũng như comment, để lại những cái góp ý cho mình, để mình biết mình sẽ cố gắng nhiều hơn phát triển cho cái kênh của mình. Thời gian này là thời gian gọi là chậm nhất của mình, chậm á, giống như cuộc đời mình có những cái nút, cái lúc mà nó chậm. Nhiều khi mình muốn làm nhiều hơn, nhiều khi mình muốn quay video nhiều hơn, nhưng mà mình không có nhiều cơ hội, mình không có nhiều thời gian để mà đi. Bây giờ khá là chiều rồi, bây giờ mình quay, mình cắt Bạc Hà đó, ở ngoài Bắc, ở Việt Nam ngoài Bắc đó, gọi là dọc mùng đó. Cái cây này có nhiều cái tiếng chim đó. Những con chim hót rất là hay nha. Mình không có biết tên nhiều loài chim đâu, nhưng mà mình biết là mấy con chim này nó hay ghé cái cây nhà mình á, chiều nào nó cũng hót líu lo vậy đó. Đồ ăn Việt Nam cũng ngon lắm á. Nói chung á là mình là người Việt, mình thích những món ăn của người Việt, thích đồ ăn những món ăn thân quen, ngoại trừ những món ăn gia đình như là cá kho, thịt kho, rồi đồ xào hay là canh chua, cá kho tổ rồi đó, thì nó quá quen thuộc với người Việt mà. Ngoài ra mình có thể tìm thấy những món ăn đặc trưng như là bún bò Huế, hủ tiếu, bún riêu, phở. Dân ở bên Úc này á, người ta cũng mở nhiều hàng quán của người Việt mình để bán. Dân Úc rất là thích đồ ăn Việt nha, tại vì đồ ăn Việt mình á, cái vị nó thanh, rồi ít chất béo, rau củ nhiều, rất là tốt cho sức khỏe đó.
Thôi để mình để cho mình tranh thủ mình ra mình cắt mớ rau rồi nấu canh, để chút xíu nữa nó tắt nắng á mình không có cắt được. Với lại đầu mùa xuân nó còn lạnh á, khoảng sau 5 giờ là bắt đầu nó se se lạnh. Mình quay cho cả nhà xem nha. Đây mình quay cho cả nhà xem cái bồn mà trồng bạc hà hay là chọc mùng ở ngoài Bắc người ta gọi á. Mình trồng cái bồn này chắc cũng được khoảng 1 năm hơn rồi đó. Trước kia đó thì cái bồn bạc hà này nó rất là ít, chỉ có 1-2 cây à. Nhưng mà do mình bồi bổ đất tốt á, là phía dưới đó đó là mình cào mấy cái lá mà rụng á, tại vì nhà mình lá cây rất là nhiều, mỗi mùa đông nó rụng đầy sân luôn. Thì mình tận dụng những cái gì mình đang có thì mình cào hết mấy cái lá lại mình bỏ vô đây. Cái lúc mình đổ vào cái bồn này á là nó ngập luôn, đầy cái bồn này luôn. Rồi mình để khoảng cỡ mấy tháng á, 2-3 tháng gì đó, xong rồi cái mưa xuống cái nó xẹp xuống thì cái nó mục thì rất là tốt nha. Rồi cái mình đổ thêm cái đất trồng mà bình thường thôi, không cần phải mua những cái đất tốt đâu, tại vì phía dưới nó là đã có cái lá nó mục rồi. Thì các bạn cứ việc là đổ cái đất nó lên rồi sau bạn các bạn trồng bình thường thì bạc hà nó rất là dễ lên. Khi một khi mà nó đã phát rồi á thì nó lên như rừng vậy đó, tại vì á nó có mấy cái củ hay gì ở dưới cái gốc á sẽ ra rất là nhiều. Bây giờ mình phải chui vô phía sau có cái bồn này mình cắt nha. Rồi mình ở nhà xem. Cắt bạc hà thì các bạn chỉ có việc là cắt mấy cành sát gốc, sát dưới gốc á là nó sẽ tự động ra lá mới, lá non á. Đó. Đây. Cắt cho cả nhà xem nè. Đó. Chút xíu mình đem ra cho các bạn xem. Mình cứ cắt thoải mái đi, tại bạc hà nó mau ra lá mới lắm. Mà mình không cắt á, bạc hà của mình nó sẽ bị đẹo. Mình cắt nhiều á, bạc hà mình nó sẽ phát. Nó sẽ ra nhiều lá non, sẽ tốt hơn. Những cái lá nào già đó các bạn cứ cắt dụng ra rồi bỏ trong cái bồn này nè, nó làm phân rất là tốt cho cây. Ở đó mình trồng có 4 cây à, mà giờ nó lên quá trời luôn, giờ phải cắt bớt chứ không thôi á hả, không có cái đường mà đi chui vô đây mà cắt mấy bạc hà luôn á. Nhà mình cũng không có đông người, vậy mình không có cần phải cắt nhiều. 4 cây là đủ rồi. Này, các nhà thấy không? 4 cây bạc hà. Đây. Cho các bạn xem. Đó. Thân nó bự không? Ừ. Cao mà dài nữa. Cái cây này á mình quay cho cả nhà xem, đây là cây bột ngót. Ngày xưa mình trồng nó lúc nó còn nhỏ xíu à. Giờ nó cũng lớn, nó phát triển rồi. Nhưng mà tại vì mới vừa đầu mùa xuân á, mới hết mùa đông cho đến nó chưa có ra lá tược non. Khoảng vài tuần nữa nó sẽ ra tược non thì mình có thể tuốt cái lá đó mình vô nấu canh với lại tôm khô hay là thịt bằm thì ngon lắm. Đây, thấy không? Các bạn thấy không? Quá trời mọc luôn. Đây chỉ là mình cắt một cây thôi nha. Trong đó còn rất là nhiều bạc hà á. Với lại cái cây là khoai môn á. Nó có hình dáng na ná nhau nha các bạn. Nhiều bạn không phân biệt được hay là chủ quan cắt lộn khoai môn vô nấu canh chua là ăn ngứa miệng lắm luôn á. Hồi đó nhà mình có bị lần rồi,
cắt. Hồi đó mình đâu có biết cây nào cây bạc hà, cây nào khoai môn đâu. Nó nhìn nó cũng giống giống nhau mà khoai môn non á, nhìn nó cứ tưởng là ăn được. Ai ngờ đâu, vô nấu canh chua trời. Mới vừa nấu xong mà húp một muỗng, húp muỗng nào là nó ngứa cái miệng muỗng đó. Phải đổ hết nguyên một nồi canh chua đó các bạn. Bây giờ mình cắt bỏ cái lá đi. Cái phần này không có ăn được. Có bạn thì nói ăn được, nhưng mà thật sự ra cái lá bạc hà này nè ăn rất là ngứa nha. Bây giờ đừng có tiếc, không có xài được cái chuyện gì hết trơn á. Nếu mà các bạn nào mà làm video hay gì á, mình có thể tận dụng nó làm giống như là thay vì các bạn dùng lá chuối thì các bạn dùng cái lá này để mà lót đồ ăn á. Các bạn có thể rửa sạch rồi lót thức ăn lên. Còn ngoài ra thì đừng có lấy nó ăn nha, ngứa lắm á. Đó là những gì mình chia sẻ các bạn á. Chiều hôm nay á, thời tiết tốt, cũng có chút xíu gió. Chút nữa mình vô nhà mình nấu một nồi canh chua thịt bò hoành tráng. Lâu rồi nhà mình không ăn canh chua. Chắc chiều nay mình nấu canh chua với lại cá kèo á. Cá kèo thì mình mua ở những cái shop Á Châu, ngoài chợ nữa là thì mấy cái bịch cá kèo đó toàn là đông đá không à, nhập từ Việt Nam qua. Thì mình đây mình mang về xong rồi mình xả đá để mình nấu canh chua hay mình kho tộ. Hiện tại thì mình thích ăn canh chua nên mình quay cho cả nhà xem. Để có dịp nào mà về Việt Nam á, mình sẽ được thưởng thức những tô canh chua mà cá kèo tươi á, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Còn cá kèo đông đá thì ăn cũng được, nhưng mà cái vị nó sẽ không có tươi ngon bằng cá kèo mà mới bắt lên, nó nhảy sôi sói á các bạn. Thôi bây giờ video buổi chiều nó cũng dài rồi, mình vô mình tước mấy cái lá này ra, mấy cái thân này ra nấu canh chua. Rồi có gì khi nào mình làm video mới á, mình sẽ quay cho cả nhà xem. Nếu các bạn thích video của nhà Oscar cho nhà Oscar một like, chia sẻ và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.